Vâng, em chính chào các bác nha. Mời các bác cùng xem những cái sản phẩm mà em đấu giá và tuyển chọn về. Đây là những con đồng hồ hàng ngoài, hàng cao cấp. Thì những dòng cao cấp và từ đầu 4 trở lên đến đầu 6, đầu 7, 6-70 triệu thì em đã giao lưu hết rồi. Hai con bắt quái càng gãy thì em cũng đã giao rồi nha các bác. Hiện tại em đang về một con thôi nha. Đang về một con à các bác. Con bắt quái càng gãy 1964 ấy, thì đang về một con. Giá em giao cho các bác rất là tốt luôn. Tại vì em về thứ nhất là khâu trung gian và khâu qua tay nó không có, nên các bác sẽ mua được cái giá tốt. Hàng thì bên em tùy rất là kỹ. Thì những con đắt tiền thì hiện tại em chỉ còn được những con Long Sinh và những con Omega thôi, còn lại những tầm trung, tầm năm vài triệu cho đến mười mấy triệu cũng có nha các bác, còn hăm mấy triệu thì em còn mấy con Omega Smarter này, ba con Smarter này, hai con Long Sinh này, một con Long Sinh Đô Đốc này, thêm một con Long Sinh Xâm Xét này, mười mấy thôi. Rồi em đi từ trái sang phải nha. Cái mấy con mà em còn một con Omega Smarter 2 lịch vàng đúc này, còn một con này đắt tiền này, còn 52 triệu rưỡi này. Con này gần một cây vàng các bác, 8 chỉ đó. Đây là con One Girl View. Con này máy pin nha bác, máy pin. Con này em mua bằng eBay Mỹ về nha. Con này bác còn là đang chạy pin nha, size là 42. Size 42. Con này giá 2 triệu 300 nha. 2 triệu 300 nha các bác. Máy pin nha các bác. Máy đẹp xuất sắc. Con này hàng Mỹ về nha. Đồng hồ pin nha các bác. Con này 2 triệu 3. Đây là con Bolova. Con này ở dưới chiều sáng các bác. Bolova. Con này máy cơ automatic nha các bác. Máy Nhật nha. Đẹp trên 95%. Con này con máy vàng. Bolova. Con này 8 triệu rưỡi. Con này là con Long Jing Sấm Sét này. Này con Long Jing Sấm Sét nha các bác. Bọc vàng toàn thân nha. Ultra Chiron. Em đã có video chi que riêng con này rồi. Con này giá 16 năm nha. Long Jing Sấm Sét Ultra Chiron 16 rưỡi này. Còn đây con Long Jing Automatic 2 kim rưỡi nha các bác. Size 34 năm. Con này giá 14 năm, cũng bọc vàng toàn thân nha. Long Jing thì sỉ nha các bác. Size 34 năm. Giá là 14 năm. Tiếp theo đây là con Mirror cũng của thị sĩ luôn, size 35. Mirror thị sĩ con này mỏng, máy mỏng nha, rất đẹp nha các bác, bọc vàng toàn thân nha. Con này rất là thanh lịch, các bác thiết kế của nó hướng 6, 9, 12 và 3 giờ, có 4 cọc và những cái xem giờ thì nó sẽ ở cạnh cạnh viền đây. Con này giá 9 triệu 500. Mirror thị sĩ size 35. Và đây con Omega, em con này em mới về bữa. Con này vàng đúc nha, nguyên khối. Omega Smarter 2 lịch, size 36 năm. Zin từ A tới Z nha. Kính zin. Cọc zin nói chung là zin hết. Vàng khối nha, con này vàng khối nha các bác. Rất là đẹp, em đã có video chi tiết rồi. Con này giá 52 triệu rưỡi. Đắt nhất ở chỗ em ạ. Mấy con đắt hơn thì em bán hết rồi. Và đây là con Rado thị sĩ size 36 năm. Con này mới xuất sắc rồi. 6 hột nha các bác, size 36 năm. Con này 11 triệu 500. Con này là con CT của Nga nha bác, con này của Nga nha. Con này size 38 nha. Lịch hướng 6 giờ, sản xuất năm 1994. Con này hàng của Nga nha, các bác thích hàng độc thì lấy con này. Con này giá 6 triệu 500, máy cơ. Lên cốt. Đây là con Bolova cũng như con kia, con 8 triệu rưỡi nha bác. Con này là con niềng tránh. Máy Nhật, máy cơ, size 41 năm. 8 triệu rưỡi. Tiếp theo đây là con Titoni của thị sĩ.
Cây Tony của Thụy Sĩ, size 36 năm, con đẹp ngất ngay luôn nha. 25 chân kính Cây Tony của Thụy Sĩ, con này giá 10 triệu rưỡi nha, 10 triệu 500. Con này em cũng đã có video chi tiết riêng con này rồi, con này rất mới nha, bác là sưu tầm bê con này hết bài luôn, tất cả máy riêng bao riêng tuyệt đối nha, tất cả sản phẩm là chạy hoàn hảo quá nha các bác, đã được căn chỉnh kiểm tra hết rồi. Tiếp theo đây là con Senko, Senko bọc vàng, con này size 38 nha, size rất là lớn, biển ngang rất là lớn quá, hai lịch. Con này có dây zin kìm theo này, này có dây zin. Con này 8 triệu rưỡi nha các bác, 8 triệu rưỡi Senko bọc vàng, có dây zin nè, bác nào không lấy dây zin thì trừ ra 1 triệu nha, trừ ra 1 triệu nha bác, dây zin nó bọc vàng các bác. Thật còn nếu không lấy dây zin thì là lấy dây dài không là 7 triệu rưỡi, còn cả dây zin là 8 triệu rưỡi nha. Còn là con Senko này các bác, con Senko cơ automatic, còn là size 41. Zin đét hết nha, con này dây zin luôn nha bác, khó zin luôn nha. Con này 7 triệu 500 nha các bác. Con này các bác đã mua về cho con trai là hết bài luôn, hay là các bác đeo cũng rất đẹp. Size 41 nha. Tiếp theo đến những dòng Omega Smarter, Smarter đường băng, con này là con đường băng, siêu đẹp nha, như hàng tuyến không bác. Omega Smarter đường băng này, đường băng là có cái gạch ngang này các bác, anh em Việt Nam mình gọi là đường băng, giá 28 năm. Tiếp theo là con Long Nheo, con Omega Smarter Long Nheo, mạch vàng trắng tia, bọc vàng toàn thân nha, con này bọc vàng toàn thân nha các bác. Bọc vàng toàn thân, nó thân nó mới có giá đó. Máy tuyển chọn nha. Còn Long Nheo cũng giá 28 năm. Và tiếp theo là con mạch trắng, cũng bọc vàng toàn thân nha, con đây con mạch trắng nha các bác. Con này giá 26 triệu 500. Còn hàng tuyển hàng chắc đây các bác mình chơi thôi. Con này 26 triệu 500. Tiếp theo đấy là con bọt chơi, bọt chơi thì sấy hết cho các bác, là con bọt chơi 25 chân kính size 35, 9 triệu 500. Con này cũng bọc vàng toàn thân nha, bọt chơi cọc là đến đá đen nha các bác. Em có video chi tiết cũng như hình hài đấy nha, các bác cần con nào thì alo cho em. Tiếp theo đây là con Senko Sportmatic, con này size 38 nha các bác, rất đẹp luôn, bọc vàng. Các bác thấy cọc số con này ngất ngay nha, mạch trắng tia nha các bác. Vâng, và tiếp theo đây là con Bolova cổ nha các bác, Bolova Thụy Sĩ 30 chân kính nha. Con này bọc vàng toàn thân nha, niền vàng nha các bác, 30 chân kính, size 35, nam nữ đều đều rất là đẹp nha. Con này giá 8 triệu 500 nha các bác, trẻ hoàn hảo quá nha các bác. Có thể lớp niền vàng của nó. Con này giá 8 triệu 500 nha các bác. Rồi đến con Tổng thống Vukain, con này hàng sưu tầm nha, máy mỏng rất là thanh lịch, Tổng thống Vukain. Con này em giao các bác là 9 triệu nha, máy Thụy Sĩ. Đánh đá quý là hướng 9 giờ, 3 giờ và 12 giờ. Con này 2 kim rưỡi nha các bác, size 36 năm, bọc vàng, Vukain. Còn Tổng thống đó nha các bác, Tổng thống Vukain, mạch xăm khói,
hàng gọi là sưu tầm đọc. Tiếp theo em lên tiếp một con Bolova thời sấy tiếp. Con này cũng 30 chân kính bọc vàng nha các bác. Những con này là hàng độc. Cùng giá là 8 triệu 500 nha. 30 chân kính nha các bác. Mét thịt xì. Tiếp theo là con đô đốc Long Dinh đô đốc nha. Dòng cao cấp của Long Dinh. Đô đốc 6 hộp. 2 hộp hướng thượng. Bọc vàng toàn thân, con này giá mạch huyết 28 triệu. Bán là thích đô đốc 5 sao thì 6 hộp, 2 hộp hướng thượng thì lấy con này. Mạch huyết con này giá 28 triệu. Và đây là con siêu phẩm, là siêu mới luôn các bác. Con Katigen size 36 năm. Con này là hàng như các kho chưa sử dụng luôn. Cái tem mà dán dưới đít là còn nguyên luôn nha. Độ mới con này đạt 95-97%. Katigen kết tình 27 chân kính. Con này giá 11 triệu 500. Không có con thứ hai nha các bác. Tại Việt Nam không có con thứ hai mà đẹp như thế này nha. Con này là hàng lưu, lưu kho, tồn kho Katigen. Các bác thấy xung quanh bên phía trong kính nó có một cái niềng vàng không? Con này giá 11 năm nha. Và đây là con Givenchy. Givenchy con này rất là tầm tiền nha các bác. Của Paris thụy sĩ. Con này 6 triệu 500, maker automatic Givenchy. Con này size 34 năm, máy vàng thụy sĩ nha, giá 6 triệu 500. Và tiếp tục đây là con TikTok. Con TikTok con này là nguyên bản cả dây thép luôn nha, hàng sưu tầm, hàng độc các bác. Size 35. Cả nấm luôn là tới 37 các bác. Con này hàng sưu tầm nha, giá 12 triệu 500. Thị sĩ 2 lịch 25 chân kính. Hình hàng sưu tầm này. Em về hai con như này, hàng sưu tầm mà em giao một con rồi. Hiện tại còn một con này các bác. Hàng sưu tầm đó nha.